Chưa có lính lại để e làm choáng anh em nhé, chưa có lính lại, chưa có lính lại. E làm choáng, ok chưa? Chiếu cuối luôn. Đập flash chiếu cuối luôn anh em, W dứt điểm. Mày đi. Hello, chào mừng quay trở lại với channel Võ Tùng và đến với nhà giáo án của Sao Cho Mừng tại khu vực đường trên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với kèo đấu quen thuộc giữa Seth cùng với Darius và để xem Sao Cho Mừng sẽ xử lý game này như thế nào anh em nhá. Let's go. Ngọc thì anh em cứ cộng như là đầu clip nha, vừa vào đã bị Darius quy rìa một cú rồi. Có vẻ là khá đau. Cất được một, chưa thấy Sao Cho Mừng nâng kỹ năng gì cả. Có thể là E hoặc W và đã nâng E rồi. Cộng E ở cấp độ 1 và E vừa ăn lính vừa cấu rỉa hai đòn, sau đó thì lách nhẹ quy rìa đối phương, tiếp tục đấm cho hai đòn nữa. Trái và lính chuẩn bị phải vào người Darius, té rồi, Darius sợ chạy rồi. Darius cấp 1 chỉ có 4 đòn đánh tay cùng với quy để kích nội tại full stack thôi. Lại lách quy rìa kìa. Liên tục là những tiếng lách quy rìa đến từ Darius và E đánh tay trái phải. Trái phải. Ok, kích full stack chinh phục và đi. Mid click rồi. Mid click mà không đủ sát thương rồi. Thiếu cái đòn đánh tay vừa rồi anh em ạ. Mặc dù vậy thì Darius cũng không còn nhiều máu lắm. Mất flash ra đứng lại không bạn? Ra đứng lại không, có cái tốc hành xử lý như nào đây? Còn mỗi quy rìa thôi bạn. Quy hộ cái, đang quy kiểu gì bị E. Quy rìa tốt rồi này, EW. Mày đi. Mày tốc hành đi đâu, mày tốc hành đi đâu. Aya Hecarim tốc hành lên ạ. Hecarim tốc hành lên thì chịu, thế thua, thế thua. Quê đẹp nha anh em nhá. Solo kill xong quê rất đẹp luôn. Darius mất một đống lính luôn á. Lách quy diệt không được rồi. Vẫn kéo E trả đam bằng W gái. Vẫn giữ được, chưa có W, phần này thì chưa có W anh em ạ. Vẫn đang đánh tay trái phải ăn lính đều đều đã. Darius lên 3. Quy diệt fail. Quy diệt fail thì ăn ngay lập tức 2 đòn đánh tay trái phải. Bật quy trái phải. Còn W. Mày đi. Mày đi. Solo kill lần thứ 2 rồi. Đâu Heka đâu, Heka lên tiếp đi bạn. Solo kill xong được lính khá đẹp luôn. Đã về nhà lần tiếp theo rồi anh em nhé. Thua 2 level đến từ Darius rồi, băng trụ rồi. Trái, phải, quy, trái, phải. Trái, EW. EW. Bị na play dưới trụ rồi. Trái phải liên tục E đánh tay. Q đánh tay và W cấu gì ạ? Ok, lên lên 5 stack này bạn. Kéo E đánh tay rìa 5 stack với Darius cầm giày thép gai. Sau đó thì sao? Không dám lao lên hả bạn? Bật Q trái phải vào lính. Darius thấy Dyna lên thì quyết định té mà Dyna chưa có R à? Thôi không sao, đẩy lính vào băng trụ cũng được vậy. Chưa có lính lại để E làm choáng anh em nhé, chưa có lính lại. E làm choáng, ok chưa? Chiếu cuối luôn. Flash chiếu cuối luôn anh em, W dứt điểm. Mày đi. Đó, pha này đó là pha băng trụ, nó sách giáo khoa hơn rồi anh em ạ. Chưa một con lính nhỏ lại để E làm choáng. Và cú E vừa rồi ngắt luôn quy gì anh em thấy không? Cứ Darius gồng quy, bạn E cho tôi là nó mất quy gì à? Trái phải quy trái. Chưa kịp phải thì đối phương chạy tốc biến theo áp chế. Đối phương flash thì đập theo. Easy. Lần này thì nó chuẩn sách giáo khoa rồi đấy anh em ạ. Solo kill một mạng. Về nhà đóng suy vong rồi. Về nhà đóng nhẹ cái suy vong. E trái phải. Trái phải. Trái phải. W gây sát thương chuẩn. Và sau đó thì trái phải thử đốt. Mày đi. Mày đi. Một cái suy vong thôi anh em ạ. Sát thương có set này đừng hỏi luôn. Vừa có tốc độ đánh vừa sát thương thêm vừa kích hoạt nữa. À, thời điểm này là thời điểm mà Sao Cho Mừng đã về và bổ sung thêm cái giày thép gai anh em nhé. Sau cái thời điểm solo kill này các bạn có thể tưởng tượng là Sao Cho Mừng sẽ ăn thêm một giáp trụ. Ăn thêm một giáp trụ rồi về và thời điểm về thì nó tầm phút bao nhiêu anh em nhỉ? Thời điểm về nó khoảng chừng 10 phút anh em nhé, khoảng chừng 10 phút rưỡi. Tầm 10 phút rưỡi sách duy vong cùng với giày thép gai đi lên thì ăn được trụ top rồi. Khoảng 10 phút rưỡi anh em ạ. Và đến thời điểm này là 12 phút thì bắt đầu tiếp cận trụ 2 rồi. Không biết Darius đâu rồi để có Z ra đây lò dò ra đây gì đây. 4 đòn liên tục với EW chăng? W hack não luôn chiêu của đối phương và solo khi có Z. 2.000 tiền trên người anh em nhá, đếm tiền nhá. Z chơi rất ngông và cái combo đánh tay trái phải, quy trái phải là combo thương hiệu. Rồi Darius đang gồng quy thì bị R né quy gì à? Bị EW chết chăng? Bật quy lao lên đến từ Sao Cho Mừng nhưng mà Darius chạy rồi. E đánh tay trái phải. Trái phải W. Mày đi.
solo kill hai mạng của Z cùng với Darius. Mà Z không yếu nhờ, Z nằm xa cái nhờ. Tự nhiên được hai bùa và 2.500 tiền rồi. Bây giờ ăn xong trụ top này về là một đồ lớn nữa này anh em này. Hecarim bắt đầu bật tốc hành lao lên rồi. Trái, phải, quy trái, phải, bốn đòn liên tục và E đánh tay. EW đánh tay dứt điểm không cần thiêu đốt. Ba thằng từng thằng với solo các bạn. Từng thằng với solo đấy các bạn ơi. Vẫn đang đứng lại khu đường trên với 3.000 tiền anh em ạ. E làm choáng, trái phải bật quy trái phải bốn đòn liên tục, còn W đi ra bộ ra. Và kéo người trở lại, ăn W và thiêu đốt chết luôn rồi. 500 sát thương chuẩn. 8 mạng rồi, Z lại lao lên à. Thằng tiếp theo gọi tên là Z. Còn W còn E W. W mất W rồi này bạn. Quay người trở lại chờ được lính ra để làm choáng. Làm choáng tốt, trái phải quy trái phải. Hecarim lao lên trái, flash chạy chờ hồi W anh em ơi. Flash chạy chờ hồi W cái. W. Và sau đó thì ăn lính hồi máu cái, còn chờ lính lại làm choáng này anh em ơi. Làm choáng. Trái phải quy. Xong cái trụ này là thêm 600 nữa. 600 nữa. Ok chưa? 4.900 tiền ok chưa? Cầm đúng một cái suy vong với hấp huyết. À cái sao đấy hả bạn? Cầm đúng cái suy vong với cả cái giày thép gai chứ nhầm. Về phát đấy về rồi. Về đóng hấp huyết cùng với Tiamat luôn rồi. Một cái suy vong trên người của Sao Trâm Bân thôi đã farm đến 5.000 tiền rồi. Đấm cái bò luôn chiều cuối vào tiến sau đối phương. Và lao vào và Hecarim có sứ giả nhưng sau đó thì có sống nổi không các bạn? Không sống nổi rồi. Là rất kích tốc hành quay người trở lại. Bị kiệt sức. Ổ R không kịp và bị đấm chết bởi Sao Trâm Bân. Mạng thứ 12 cho con set này rồi. Cầm đúng cái suy vong solo lên 5.000 tiền. Tôi không đếm được bao nhiêu mạng solo nữa. Phá kích quy lao lên thì bị Alista hất tung và vẫn có mạng dành cho vị trí của Pantheon. W. W 800 sát thương chuẩn vào người của Alista. May là Darius chết trước đó chứ nếu không thì chắc là cũng bị đam chuẩn dứt điểm luôn. Đánh hạt thông nổ vòng ra phía sau. Bật quy lao lên bị hất ngược trở ra. Vẫn đấm kịp một quy làm chậm. Và sau đó W chưa đốt. Legendary. Kai'Sa vừa flash né thành công cú bắt đến từ Serat. Bắn tia kích kích chúng. Pha lao vào nhưng mà xong thú trưởng xịt bị thiêu đốt rồi. W. Và sau đó thì áp chế. Giết nổ Z không nhờ. Z dừng ngược trở lại và sau Trâm Bân quyết định té rồi. Để lính nhanh lên tôi cần về các bạn ơi. Mạng xuất đao cho Kai'Sa khi mà Serat đập vào hơi sâu và không ăn được mạng. Tình huống lao vào đến từ vị trí của Samira cũng không ăn được mạng. Và Panther bắt buộc phải ăn bằng cái Q vừa rồi. Thì là Panther ăn xong thì chắc cũng không còn đường về nữa. Trụ thì không ăn đâm sâu quá mấy ông ơi. Bị dính fear bởi Hecarim. Hecarim đạp vào E để chạy anh em ạ. Darius lao lên và sau đó thì sao? Trái, phải, E, thấp huyết, trái, phải, Q, trái, phải, W. Một hit nữa, mày đi. Con Z nhìn con Darius bị đấm như con đẻ mà bất lực. Sao, hai này sao? Alista sao? Alista, Q, W. Đẩy đúng không? Để con Z về. Z chạy anh em ạ. Z chạy anh em ạ. Alista nói thằng chó, mày lừa bố. Mày phản bội tao. Z nói mày hút thằng nào về chứ mày hút thằng Z này về thì tao chịu rồi. Chịu. Hút con Z này về con Z nhìn nản. Bây giờ thì cầm luôn cho mình câu view cùng với đại mãng xà rồi. Đó là 2.900 máu rồi. Đức bây giờ Z cũng cả 1.000 đam. Bò lao lên bị xong thú trưởng. Hất tung sao cho mừng lên và sau đó thì bật quy trái phải. Flash chạy đến từ vị trí của Alista. Bật quy lao lên bắt con Z nhưng mà không được. E hấp huyết trái phải. Còn W anh em ơi. Trái. Có góc chiều cuối với con Darius luôn đấy. Sắp hồi tốc biến rồi này anh em ơi. Con set này nó hồi tốc biến nó bế đi lúc nào không hay đâu các bạn. Darius lao lên. Xong thú trưởng hấp huyết trái phải hai đòn bằng quy bị kéo về bởi Darius. W còn. Bật quy tiếp trái phải. Alista lại lựa góc hút này. Hút con set về hướng AD. E hấp huyết trái phải. W dứt điểm sát thương chuẩn, chiêu cuối luôn ba thằng. Z tung dấu ấn tử thần vẫn đang bị đấm liên tục và Darius không biết làm gì hơn mà chỉ cắm đầu cắm cổ chạy cả. EQ hồi máu lại ha. W thiêu đốt. Flash thiêu đốt không? Ây da, bị chạy đường vòng và tốc biến hấp huyết hai người bằng E và sau đó thì tiếp tục đấm tay trái phải liên tục. Z đứt chạy bỏ lại vị trí của Alista. Z này endgame chắc cũng không cản nổi rồi. Trời ơi, đấm trụ kìa. Trái phải. Trái phải bật quy trái phải luôn. Ok, bốn đòn sưng sưng là nửa cây máu trụ rồi. Darius kích tốc hành lao lên. Trụ trước người sau. Z quyết định bỏ bóng chạy rồi. Kéo E xịt đến từ vị trí của Darius. Tích nộ à, EW.
What the fuck. Ê, hấp hết W một phát là bay màu TK luôn rồi. Dyna la vào gom người rất tốt nhưng không đủ sát thương dứt điểm. Đành phải nhờ đến sao cho mừng vậy. Đang bị đấm, E hấp huyết trái phải, W sát thương chuẩn đủ để dứt điểm vị trí của Darius. Hook góc không đẹp đến Alista, bắt đầu bị đấm rồi. Kai'Sa vẫn đang nỗ lực để bắn ạ. Một cú W sát thương chuẩn là 700 và ôi không kịp đi bộ lên rồi. Và đây không bị Alista hất tung lên, đi bộ lên E hấp huyết hai người là giết luôn cả hai đấy anh em. Không sao, full đồ rồi. À nhầm 4 đồ rồi. Thằng lao xuống không cướp được Baron đến từ Hecarim cùng với Darius. Bị đấm sát thương chuẩn 1.600 sát thương chuẩn ạ. Bế đang ke góc bế ạ. Bế con Z trúng vào Alista. Kai'Sa cuối cùng cũng đã chết và Z là người chưa sống sót cho tướng này. Chắc là end thôi, đẩy thẳng về thôi. Quá khỏe rồi. Thì có kết thúc ván đấu luôn ạ. Một cái đấu rất ấn tượng đến từ Sachamon khi mà chỉ cầm một cái suy vong thôi. Cầm một cái suy vong giày 2 anh em ạ. Solo không biết bao nhiêu mà kể ạ. Solo từ 4 mạng lên 8 mạng hả anh em? Hay là 10 mạng nhỉ? 4 mạng, solo một hồi lên 8 mạng. Solo một hồi lên 9 mạng và solo một hồi lên 10 mạng. 6 lần solo kill chỉ cầm đúng một cái suy vong. Và farm từ suy vong là lên 5.000 tiền luôn anh em. Cầm suy vong với cả giấy thép gai farm phát lên 5.000 tiền luôn ạ. Chấp rất sâu luôn nhưng mà chấp 5.000 tiền nhưng mà vẫn PK rất cháy và solo từng người một thì các bạn thấy là solo kill 6 lần liên tục. Cái bộ 3 này là cái bộ 3 mà mỗi người lên chết một mạng. Xong lại mỗi người lên chết một mạng tiếp. Nhìn nản chưa? Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi game đấu của Sao Chamon cầm tính tủ set và quẩy khu vực đứng trên trong một game đấu cũng rất đặc biệt với tình tiết. Đó là Sao Chamon gánh team thì khỏi nói rồi và vẫn đang cầm một cái suy vong thôi nhưng mà solo kill tới 6 mạng liên tục, farm tới 5.000 tiền và không cần phải về nhà mua trang bị. Cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em vào những game đấu khác. Bye bye.